này. Đấy. Hoặc là đơn giản là gì, là có hai biến chẳng hạn thì em đưa đúng hai biến ấy vào thôi, tương tự như là cái cách làm này này, tương tự như cái cách làm này này. Ok, có bạn Phan Thị May, bạn ấy hỏi là có bạn Phan Thị May bạn ấy hỏi là thầy ơi cho em hỏi khi chạy đơn biến xong thì mình muốn chạy đa biến thì làm như thế nào? Đấy. Thế thì ở đây này, trong cái phần này này thì mình thấy là chúng ta phải hiểu là cái tư duy đơn biến là gì và đa biến là gì. Thực ra thì đơn biến ấy chẳng qua là nó có một biến outcome và một biến, có một biến outcome và một biến giải thích. Đấy. Một biến độc lập, một biến outcome thì nó gọi là đơn biến thôi. Thế đơn biến là như này, mình bỏ ba cái này, bỏ cái này đi đúng không? Đấy. Thế sau đó mình chạy hai cái biến này với nhau thôi. Đấy thì nó cái này nó chính là đấy, nó chính là đơn biến. Đấy, đơn biến thì đơn giản là chỉ có hai biến số thôi. Thế còn khi mình cho thêm một biến nữa vào thì nó thành đa biến, đúng không? Thế thì cái mà của bạn kia bạn ấy băn khoăn là cái đơn biến khi mà chạy, thường các bạn hay chạy đơn biến, sau đó thì một số bạn để lựa chọn những cái nào mà có ý nghĩa thống kê đúng không, thì mới đưa vào mô hình đa biến đúng không, thì cái đấy là tùy nhá, tùy theo từng trường phái đấy. Và thực ra ấy, thì nó có một cái trường phái mà gọi là đơn giản hóa những cái thứ đó, thường là các bạn hay gọi là gì nhỉ, hay tự làm khó mình ấy, là mình cứ băn khoăn mình cứ lấy cái nọ lấy cái kia, nhưng mà thực ra không phải, nó có hai trường phái cụ thể. Một trường phái nó gọi là gì nhỉ, là nghiên cứu dạng khám phá ấy. Thì khi khám phá thì thường người ta sẽ cho tối đa các biến số vào trong mô hình. Đấy, còn lại cái trường phái thứ hai đó là gì, là nghiên cứu mà để xây dựng gọi là gì, mô hình tiên lượng ấy. Thì khi khi xây dựng mô hình tiên lượng thì họ sẽ cần phải hạn chế tối đa các biến đưa vào mô hình. Thế thì lúc đấy người ta sẽ cần phải lọc ra những cái biến mà nó không có nhiều ý nghĩa, hoặc là cái mức độ ý nghĩa thống kê nó ít ấy, thì họ loại bớt ra, tức là họ giảm thiểu tối đa các cái biến số. Thế thì mình có cái tư duy đấy thì mình sẽ có thể dễ dàng có thể ứng dụng vào trong cái tình huống cụ thể của mình nhé. Hiểu không nhở bạn Phan Thị Mai ơi, hiểu không? Bạn Ly bạn ấy hỏi là thầy ơi cho em hỏi dùng SPSS thì có sử dụng cross tab được không ạ? Cross tab 2 x 4 được không ạ? Em muốn tìm OR của bảng này. Thực ra thì nếu mà em muốn sử dụng SPSS mà bảng cross tab 2 x 4 thì vẫn có thể sử dụng được. Thế nhưng mà cái cross tab 2 x 4 mà em sử dụng ở trong đấy thì và sau đó thì cái mục đích chính của cross tab đấy nó sẽ giúp em tìm hiểu cái sự khác biệt đúng không? Và thường thì em sẽ sử dụng một cái test, nó gọi là test phi bình phương hoặc là Fisher exact test. Thế còn nếu em muốn tìm OR thì OR nó chỉ cho phép em phân tích khi mà cái bảng của em ở dạng bảng 2 x 2 thôi. Thế còn bảng 2 x 4 thì nó sẽ không cho phép em làm cái việc đấy. Và nếu mà em muốn để tính OR ấy, thì em sẽ cần phải đưa vào trong cái mô hình hồi quy logistic lúc nãy mà tôi vừa mới hướng dẫn đấy. Thế thì vì sao lại như vậy? Bởi vì là cái bản thân, cái cách người ta tính OR nó là như vậy. Thì nó chỉ có 2 x 2 thôi, 2 x 2 thôi. Thế còn kể cả khi mà em đưa vào trong cái mô hình mà em đưa vào trong cái bảng mà 2 x 4 chẳng hạn, ví dụ như này đúng không? Bảng như này đúng không? Đấy, bảng như này. Và em thấy là cái mô hình hồi quy logistic nó phân tích ra đấy, đúng không? Thì thực ra đây cái nhóm thứ nhất này, nhóm thứ hai này, nhóm thứ ba này, đúng không? Và cái này là ví dụ như là cái này là có hoặc cái này là không, đúng không? Thế thì khi mà nó phân tích ấy, thì thường thì nó vẫn lấy cái nhóm này là nhóm nền. Thế sau nó lấy cái nhóm thứ hai nó so với nhóm thứ nhất thì nó tính ra OR đấy. Và nó lấy cái nhóm thứ ba so với nhóm thứ nhất thì nó tính ra order đấy. Thế thì nguyên tắc nó tính như vậy, chứ nó không có cái order để tính chung cho cả cái này đâu, hiểu không? Đấy, chính vì vậy cho nên là khi mà em phân tích em chạy ra đây này, chạy ra đây này, nó chính là đây, nó chính là cái này, hiểu không nhở, hiểu không nhở, hiểu không em ơi? Cái này em phải đưa vào trong cái mô hình đấy, đưa vào trong cái mô hình này đấy. Hoặc là đơn giản là gì, là có hai biến chẳng hạn thì em đưa đúng hai biến ấy vào thôi, tương tự như là cái cách làm này này, tương tự như cái cách làm này này. Đấy, bỏ bỏ mấy cái biến này ra nhé. Đấy. Ok này đấy. Thế thì có phải là khi mà em muốn tính đây,
đúng không? Đây là bằng 2 nhân 3 đúng không? Đấy thì mình tính có phải là tính là gì? OR này. OR của này chính là gì? OR của cái nhóm này này so với lại cái nhóm này này và cái của cái nhóm này này so với nhóm này đúng không? Đấy. Nếu em có thêm một nhóm nữa thì cái phía cuối này so với cái trên này đúng không? Thì đấy chính là cái cách tính order đấy đúng không? Rồi ok, hiểu rồi là tốt rồi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.